thật nhanh để cho lòng tôi chẳng vương sầu đau. Ngỡ như trên đời thiếu những nụ cười, muộn phiền dâng lối khắp nơi. Tôi từng mong tôi không là tôi từng mong tôi giống bao người để sống thành thơi, sống như tôi vẫn mơ. Và rồi tôi nhận ra đọc sách. Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, trong cuộc sống của chúng ta có không ít người khuyết tật đã vươn lên làm chủ cuộc sống với nghị lực phi thường. Hôm nay, cùng bạn đọc sách trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn một tấm gương vượt lên số phận, Nguyễn Công Hùng, sinh năm 1982 trong một gia đình công giáo ở miền quê nghèo, xã Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An. 2 năm sau sinh, Hùng bị sốt, bại liệt, mất khả năng vận động. Đến tuổi đi học, gia đình đã nỗ lực đưa đi khắp các bệnh viện để điều trị nhưng không có kết quả. Hùng phải ngồi trên xe lăn suốt đời. Hùng phải theo học lớp dành cho trẻ khuyết tật. Bố mẹ thay nhau đưa đón Hùng đi học suốt 7 năm trời. Dù luôn đứng đầu lớp nhưng năm lớp 7, Hùng buộc phải thôi học. Sức khỏe đi xuống trầm trọng, gia đình thường xuyên đưa Hùng đi cấp cứu nên việc học đành bỏ dở. Thời gian này, Hùng làm quen với chiếc máy tính và mạng Internet. Anh tự tìm tòi, mày mò tự học, khám phá qua sách vở, tìm hiểu qua các tài liệu hướng dẫn về vi tính. Cuốn sách đầu tiên mà Hùng đọc và học tập là Vi tính thật là đơn giản của Dương Mạnh Hùng. Cuộc đời Nguyễn Công Hùng từ đó bắt đầu gắn liền với chiếc máy tính. Anh không ngờ rằng, với trí thông minh thiên bẩm và sự học hỏi, anh đã nhanh chóng học được cách sử dụng máy tính có khả năng thiết kế web. Năm 2003, với nghị lực sống phi thường, quyết không đầu hàng số phận, Nguyễn Công Hùng đã lập nhóm Nối Vòng Tay Lớn. Anh tâm niệm, đã đến lúc phải cho mọi người thấy rằng tật nguyền cũng có thể chinh phục kiến thức của nhân loại nếu cái đầu của họ không tàn phế. Năm 2004, anh mở một trung tâm tin học dành cho người khuyết tật và các học sinh nghèo trong vùng được học hành. Không chỉ có nghị lực vươn lên trong cuộc sống, Hùng còn có một tấm lòng nhân ái. Trung tâm của Công Hùng đã giúp nhiều người khuyết tật tại Nghệ An xóa bỏ mặc cảm, mở ra cơ hội việc làm và tương lai tươi sáng hơn. Với mong muốn giúp đỡ nhiều người hơn, chia sẻ với những người tàn tật trên cả nước, năm 2008, Nguyễn Công Hùng và nhóm bạn bè thành lập trung tâm Nghị Lực Sống để giới thiệu, hướng nghiệp, đào tạo nghề miễn phí cho người khuyết tật. Trung tâm góp phần đào tạo việc làm cho hơn 600 học viên. Bên cạnh đó, anh còn cùng các thành viên của trung tâm thường xuyên tổ chức các hoạt động thiện nguyện từ Hà Giang đến Tây Nam Bộ. Từ những thành công của trung tâm tin học dành cho người khuyết tật, năm 2005, tạp chí công nghệ thông tin eChip đã trao tặng danh hiệu Hiệp sĩ công nghệ thông tin cho Nguyễn Công Hùng để ghi nhận những nỗ lực phi thường của anh. Năm 2006, anh được trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và nhiều giải thưởng khác. Trong một chuyến đi thiện nguyện về với miền Tây Nam Bộ, Nguyễn Công Hùng đột ngột qua đời. Anh mất ngày 31 tháng 12 năm 2012 khi mới 30 tuổi, để lại bao niềm thương tiếc. Nguyễn Công Hùng đã sống một cuộc đời ngắn ngủi chỉ có 30 năm, nhưng dấu ấn anh để lại cho cuộc đời này thật lớn lao. Sự nỗ lực cùng lòng nhân ái của anh đã thắp sáng thêm những ngọn lửa niềm tin cho mọi người và đặc biệt là những người khuyết tật. Từ cuộc đời và những cống hiến của anh, mong sao mỗi chúng ta, đặc biệt là các thanh thiếu niên khuyết tật, sẽ thêm trân quý cuộc sống và sẽ cùng viết lên những bài ca vượt khó vươn lên. Cùng bạn đọc sách xin chào và hẹn gặp lại.